Mới đây, người dân Đà Nẵng và du khách lại vừa có thêm một địa điểm chụp hình hoành tráng và tuyệt đẹp không thua gì các địa danh nổi tiếng ở nước ngoài. Đó là cây cầu vàng có bàn tay khổng lồ ở Bà Nà Hills. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên được cư dân mạng chia sẻ, mọi người đã vô cùng ấn tượng với sự hùng vĩ của nơi này. Một cây cầu vàng nằm giữa trời mây dường như đang được nâng đỡ bởi đôi bàn tay rất chắc chắn, mang lại sự thú vị cho chính những ai đang chiêm ngưỡng hoặc đi trên cây cầu này. Được biết, cây cầu nằm ở độ cao khoảng 1.400m, dài gần 150m, gồm 8 nhịp, thuộc vườn thiên thai của khu du lịch này. Hiện cây cầu đang thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan.